Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người bí ẩn. Trong đêm tối, xuất hiện những bóng người đi lo dò dưới ánh trăng mờ ảo. Họ lặng lẽ men theo bờ suối, rồi lẩn khuất vào những tán lá rừng. Gần tuần sau, tại con suối ấy, người dân phát hiện một bao tải có đựng thi hài bên trong. Thôn Giàng Cha, xã Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, bao năm nay vốn yên bình. Đồng bào dân tộc nơi đây mỗi ngày đều ra con suối chảy qua thôn để đánh bắt cá. Một buổi chiều, vài người dân lại kéo nhau ra suối. Lần này, dưới làn nước róc rách và những khay đá phủ rêu là một bao tải sắc rắn đang ải bốc mùi lạ. Khi họ mở ra, tất thảy đều đứng tim về những gì trước mắt. Một thi hài người bị trói cả tay, chân ra phía sau, ở ngực có vết xiên rất tàn bạo. Có mặt tại hiện trường, Công an tỉnh Lào Cai nhận định đây là vụ án lấy mạng người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là nam giới, bị trói tay, chân rồi nhét vào bao tải, vứt xuống suối, hòng phi tang. Hiện trường vụ án nằm lẩn khuất sau những tán cây to, gần đường quốc lộ 4D, đi lên khu du lịch Sapa. Vì vậy, đây là khu vực khá hoang vắng, ít người qua lại. Việc phát hiện ra một thi hài có dấu hiệu bị sát hại, khiến công việc điều tra trở nên đặc biệt khó khăn. Thi hài này đang trong giai đoạn phân hủy, khuôn mặt đã hoàn toàn không thể nhận diện. Trên người, công an không thu giữ được giấy tờ tùy thân. Xung quanh hiện trường có nhiều thôn bản, vì thế Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung rà soát toàn bộ để truy tìm tung tích, nhưng kết quả thu được rất hạn chế. Danh tính người xấu số này vẫn lẩn khuất đâu đó. Vụ án xảy ra nơi hoang vu khiến dư luận xôn xao. Nhiều tin đồn thất thiệt đã bắt đầu nổi lên. Việc dựng lên chân dung nạn nhân bằng trực quan và qua các kênh thông tin trong dân cư gần như thất bại. Lúc này công tác điều tra, danh chi bàn qua dấu vân tay cũng đang được tiến hành. Vài ngày sau, Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin về danh tính nạn nhân. Đó là anh Vàng A Páo, sinh năm 1987, trú tại huyện Tam Đường, Lai Châu. Anh Páo không phải là người địa phương và cũng ít khi qua lại nơi này. Nhưng không hiểu tại sao lại bị lấy ma và phi tang ở chỗ vắng vẻ đến thế. Quay ngược thời gian, các trinh sát Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Páo là người nghiện. Anh này đã từng hai lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, nhưng đều bỏ trốn trước khi hết thời gian. Do nghiện nên Páo cũng là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp. Trước khi bị sát hại, Páo mới mãn hạn tù về địa phương. Sau khi ra tù, Páo vẫn sống theo kiểu nay đây, mai đó. Vì nghiện ma túy nên người này tiếp tục gây ra các vụ trộm cắp gia cầm. Vào ngày 21 tháng 5, Báo có lấy cắp 3 con ngan tại bản Chu Va, huyện Tam Đường, Lai Châu và bị chủ nhà phát hiện. Đến sầm tối cùng ngày, Báo bắt xe ngược lên Sapa. Kể từ đó, không ai thấy Báo xuất hiện. Việc khoanh vùng được Công an tỉnh Lai Châu tập trung ở địa bàn Sapa. Tất cả các mối quan hệ của người này ở thị trấn du lịch đều được rà soát tỉ mỉ. Khi các thông tin báo về, hầu hết thiếu giá trị, thì các trinh sát lần ra một mối ân oán của Báo từ năm 2012. Theo đó, đầu năm 2012, Báo có trộm cắp tài sản của gia đình ông Tê, trú tại huyện Sapa, Lào Cai. Với những dữ liệu này, các điều tra viên đã đặt ra nghi vấn liệu có phải việc làm của Báo đã bị gia đình ông Tê phát hiện. Khi Báo mãn hạn tù, quay lại địa bàn Sapa, thì ông Tê bắt gặp, tra hỏi rồi lấy mạng, phi tang. Mặc dù chỉ là một giả thuyết, nhưng các trinh sát đã lập tức vào cuộc. Kết quả cho thấy, sau khi trộm cắp tại nhà ông Tê, Báo đã đem bán hai bộ giấy tờ liên quan đến xe máy của ông Tê cho một người lạ. Đến thời điểm hiện tại, ông Tê đã chuộc được số giấy tờ này. Như vậy, động cơ của ông Tê trong sự ra đi của Báo là không có. Lúc này, một mũi trinh sát báo về.
vào trước khi xảy ra vụ án, Báo có đi lại ở thị trấn Sapa và gặp một người họ hàng. Thế nhưng Báo chỉ gặp người này một lúc rồi rời đi. Vụ án lại một lần nữa đi vào ngõ cụt. Các mũi điều tra tập trung vào nhiều mối quan hệ qua lại của Báo, gần như không có kết quả. Các tụ điểm ma túy, các quán cầm đồ không cung cấp được manh mối rõ rệt cho vụ án. Việc Báo sau khi ra tù vẫn ngựa quen đường cũ, thường xuyên gây ra các vụ trộm cắp vẫn là hướng tình nghi chính để các điều tra viên lần ra nút thắt. Liên tục trong nhiều ngày, trinh sát của Công an tỉnh Lào Cai tỏa đi khắp các thôn bản lân cận, hiện trường để dò la tin tức. Điều các anh chú ý nhất chính là ra soát các hộ gia đình bị mất trộm tài sản, gia súc, gia cầm. Các trinh sát phát hiện tại thôn Giàng Cha có vài hộ dân bị mất trộm gia cầm vào thời điểm trước khi phát hiện vụ án. Tập trung điều tra thấy nổi lên hộ gia đình ông Giàng A Chảo, sinh năm 1969. Trong năm 2013, nhà ông Chảo đã nhiều lần mất trộm gia cầm với số lượng lớn. Điều đặc biệt là căn nhà ông này nằm cách nơi phát hiện thi hải anh Báo chỉ 300m. Khi các trinh sát tiếp cận, ông Chảo và người nhà loanh quanh che giấu việc bị mất trộm. Sự ngược đời này lập tức bị chú ý và những nghi vấn về sự liên quan đến sự ra đi của Báo dần rõ ràng hơn. Kiểm tra thân nhân của ông Chảo, Công an tỉnh Lào Cai biết được năm 2006, do có mâu thuẫn với Giàng A Trà là em trai ông Chảo, đối tượng Chảo đã lấy thanh gỗ tác động 3 phát khiến em trai thiệt mạng. Chảo sau đó bị kết án 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội sát hại người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Với tiền án về tội danh lấy mạng người của Chảo cùng với sự mơ ám trong sinh hoạt, thái độ của gia đình ông này càng củng cố thêm sự chắc chắn về hướng tình nghi của Công an tỉnh Lào Cai. Ngay lập tức, cơ quan công an đã triệu tập làm việc với vợ chồng Chảo cùng các con trai, con dâu. Tuy nhiên, do có sự bàn bạc, thống nhất từ trước nên hầu hết các lời khai của những người này đều phủ nhận có liên quan đến sự ra đi của anh Pháo. Mặc dù cả nhà Chảo rất kín kẽ, nhưng bằng những linh cảm nghề nghiệp, các điều tra viên nhận định chắc chắn Chảo là tình nghi số 1. Lúc này Giàng A Lùng, con trai của Chảo cũng bị triệu tập. Trước sự dây dạt của các điều tra viên cộng với công tác thu thập, đánh giá các chứng cứ liên quan, Lùng đã khai bố và anh trai là Giàng A Dình kể về vụ lấy mạng kẻ trộm. Từ lời khai của Lùng, các điều tra viên tiếp tục đấu tranh với Chảo, Dình. Cuối cùng hai người này cũng thừa nhận gây ra tội ác với anh Báo. Các đối tượng khai vào tối ngày 21 tháng 5 năm 2013, phát hiện có người đến ăn trộm gà, vịt của gia đình. Ngay lập tức, Chảo Dinh đuổi theo và bắt được anh Vàng A Báo. Sau khi tần kẻ trộm, Dinh lấy thanh tre xiên nạn nhân. Lúc này anh Báo nằm bất động, nghĩ kẻ trộm đã mất. Hai bố con Chảo nhét thi hài vào bao tải và khiêng ra suối để phi tang. Các đối tượng sau khi về nhà đã dặn người thân kín kẽ nhằm che giấu hành vi tội ác của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.